Chào các anh chị, hôm nay mình chia sẻ cách sử dụng phần mềm học trực tuyến dành cho giáo viên. Thì trước khi mà đăng bài thì chúng ta thực hiện các cái quy trình, đó là đăng nhập, rồi tiết thứ hai á, tạo danh mục khóa học. Thứ ba là tạo khóa học. Và sau đó là kiểm tra khóa học. Để đăng nhập vào tài khoản thì mỗi giáo viên có một cái tài khoản riêng, và tài khoản đó được đăng trên trang web của trường Trần Hưng Đạo. Và trang web của trường Trần Hưng Đạo đó là cái mục số 1 ở trên màn hình, đó là Trần Hưng Đạo gạch ngang Đông Hòa cộng Đông Hòa chấm Phú Yên chấm edu chấm vn. Các anh chị sẽ nhập cái địa chỉ này vào ở trong trình duyệt, nhập cái địa chỉ trang web của trường Trần Hưng Đạo vào trình duyệt web, có thể là Cốc hoặc là Google Chrome. Các anh chị gõ là Trần Hưng Đạo chấm gạch ngang Đông Hòa chấm Phú Yên chấm edu chấm vn, rồi nhấn enter. Tiếp theo chúng ta vào mục là tài nguyên. Rồi chọn download. Các anh chị sẽ nháy chuột vào dòng chữ danh sách đăng nhập, mật khẩu và tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống học trực tuyến e-learning VNPT của giáo viên. Và các anh chị sẽ nháy vào cái chữ tải về. Trong này có 3 chữ tải về, thì các anh chị lấy cái tài khoản và mật khẩu của mình ở cái chữ tải về đầu tiên. Sau khi tải về thì chúng ta sẽ có một cái bảng Excel, và chúng ta thấy có rất nhiều tài khoản của mỗi, và mỗi giáo viên có một tài khoản khác nhau, nhưng mà mật khẩu thì mặc định thì bây giờ thì giống nhau, nhưng mà sau đó giáo viên sẽ có thể tự thay đổi mật khẩu của mình. Và sau khi chúng ta thấy mở cái danh sách là đăng nhập và mật khẩu của giáo viên thì các anh chị sẽ vào lại cái trình duyệt web và mở cái trình duyệt web khác, đó là cái địa chỉ học trực tuyến ở trên mạng của trường Trần Hưng Đạo, đó là cái địa chỉ ở dòng số 2. Các anh chị sẽ nhập địa chỉ này vào, nhập địa chỉ này vào cái trình duyệt web và nhấn enter. Bây giờ chúng ta đăng nhập, bắt đầu đăng nhập. Chúng ta nháy vào chữ đăng nhập ở góc trên và bên phải màn hình và chọn cách đăng nhập thứ hai, đó là bằng tên đăng nhập hoặc email. Rồi bắt đầu chúng ta nháy chuột vào ô đầu tiên, đó là tên đăng nhập hoặc email. Bây giờ để đó và chúng ta mở lên, mở cái Excel lên và chúng ta chọn vào tên đăng nhập của mình. Ví dụ như tên của em là Nguyễn Bích Thùy, em chọn ô tiếp theo là tài khoản đăng nhập và nhấn tổ hợp phím Trần Ctrl C.
Hoặc là nếu mà không nhấn tổ hợp phím Ctrl C thì các anh chị chọn vào ô mà có tên đăng nhập của mình, rồi nháy chọn giải lệnh Home ở phía bên trên. Rồi chọn Copy. Rồi mở trên duyệt web lại bên dưới. Và chúng ta nhấn Ctrl V, chọn ô mật khẩu và chúng ta mở Excel lên, mở cái danh sách có mật khẩu. Chúng ta chọn ô có mật khẩu và chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl C, hoặc là chúng ta nhấn vào giải lệnh Home và chọn Copy. Rồi mở trình duyệt web lại và chọn ô để mà nhập mật khẩu, chúng ta nhấn Ctrl V. Chúng ta nháy vào đăng nhập. Và sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ hiển trên màn hình chúng ta sẽ hiển thị ra tài khoản của mình. Và tất nhiên là khi đầu tiên tài khoản của chúng ta lần đầu tiên được đăng nhập thì chưa có hình như thế này. Thì các anh chị sẽ chọn cái hình của mình vào là bằng cách là chúng ta chọn di chuyển con trỏ chuột lên cái tên của mình bên phải góc trên của màn hình. Chúng ta nháy vào tên, ví dụ như em nháy vào tên là Nguyễn Bích Thùy. Rồi chúng ta chọn là trang cá nhân. Rồi sau đó các anh chị sẽ chọn vào cái hình nền, hình nháy vào một tên vào cái đại hình đại diện của mình. Và chúng ta nháy chuột vào cái ô mà có sẽ chứa cái hình của mình. Và chúng ta sẽ chọn đường dẫn mà trong máy tính mình có chứa cái hình của mình. Chúng ta chọn một hình nào đó của mình. Rồi sau khi chọn xong thì các anh chị sẽ chọn bên phải bên dưới cập nhật thông tin. Và chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ lưu lại. Và khi lưu lại thì hệ thống sẽ báo là nhập địa chỉ. Thì chúng ta nhập là ví dụ như là Đông Hòa, Phú Yên. Rồi chúng ta nháy vào lưu lại. À có số điện thoại nữa. Chúng ta nháy vào số, nhấn tiếp theo số điện thoại của mình. Rồi chúng ta lưu lại. Và để chúng ta xem thử là hình đại diện của mình nó vào được khi chưa, chúng ta nháy vào chữ là tên của mình, ví dụ như là Nguyễn Bích Thùy này. Chúng ta nháy vào hồ sơ, à trang của tôi. À và chúng ta đây, bây giờ là chúng ta đã thực hiện thành công việc đăng nhập vào phần mềm học trực dạy và học trực tuyến.